Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ đến nhanh thông tin tình hình COVID sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8. Thì theo đó, tối ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế công bố tổng số bệnh nhân lần lượt ở các địa phương như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 171.801 ca, Tiền Giang 6.575 ca, Long An 17.440 ca, Đồng Tháp 5.819 ca, Bến Tre 1.517 ca và Trà Vinh 1.066 ca và Vĩnh Long là 1.925 ca. Đây là tổng số ca được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là Bến Tre xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị số 16. Theo đó, ngày hôm qua, 21 tháng 8, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã buộc quay đầu 3 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, nhắc nhở 303 người dân và 35 cơ sở kinh doanh, lập biên bản 180 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền là 324 triệu đồng với 131 trường hợp vi phạm quy định chỉ thị số 16 như sau: ra đường không có lý do chính đáng là 124 trường hợp, 6 người tụ tập đông người, không đeo khẩu trang 1 người. Ngoài ra, các lực lượng đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng là DMN sinh năm 2000, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tạm giữ hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, hiện tại đang chờ kết quả giám định. Mời làm việc củng cố hồ sơ xử lý đối tượng VMN sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại xã Tiên Long, Châu Thành, có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày 20 tháng 8, công an xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã mời làm việc thiếu nữ NTHT sinh năm 92, ngụ tại địa phương về hành vi treo bảng cảnh cáo trước tiệm tạp hóa của nhà có nội dung như sau: giữ khoảng cách 2 mét, cảm ơn, chen chen, công an phạt, chiến sĩ. Tại buổi làm việc, T thừa nhận bản thân là người viết và treo bảng trên nhằm cảnh báo người mua hàng giữ khoảng cách phòng chống COVID-19. Qua xác minh tình tiết vi phạm hành chính, cơ quan công an xác định hành vi của T đã vi phạm điểm L khoảng 3, điều 5, nghị định 167/2013/NĐ-CP của chính phủ theo quy định. Viết, tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân, khung phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Công an xã Hữu Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của T. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8. Thì theo đó, Bến Tre ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.531 ca. Hiện tỉnh có 35 ca đã tử vong và 907 ca đã ra viện. 6 ca mắc mới đều ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa, bao gồm liên quan ổ dịch công ty thuộc khu công nghiệp An Hiệp là 1 ca, Mỏ Cày Bắc là 3 ca ở Tân Hanh Tây, Phú Mỹ, Hòa Lộc, Mỏ Cày Nam là 2 ca tại xã Tân Trung. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.